Sáng nay mở mắt ra là thấy không ai ở nhà hết. Rồi thấy để sẵn cái hộp bánh phô mai tan chảy trên bàn. Dự cảm là chẳng lành rồi, bị bỏ ở nhà chứ còn cái gì nữa. Mà tại cái bánh ngon quá nên tận hưởng chứ giận lắm á. Mà giận quá thì mình đi ăn chứ nhà có cái gì đâu mà ăn. Đang trong cái cơn thèm mấy món chua chua cay cay thì ăn đồ Thái là quá hợp lý luôn. Mình đi ăn chỗ nào cũng phải kêu cái món bát Thái này hết. Mà ta nói tới đây ăn cũng gian nan lắm chứ. Đã nhà không có gì ăn mà ra cái chi nhánh Son Tum Thái mới mở ở Phan Xích Long Phú Nhuận. Ta nói nó đông mà xếp hàng mệt luôn á. Cũng may là hôm bữa check in nên nay được tặng ly trà sữa an ủi. Nói nhỏ là trà sữa Thái ở đây ngon thiệt á nha. Định ăn dĩa bát Thái với hai ly trà sữa là no rồi. Mà nghĩ tới cái cảnh về nhà không có gì ăn hết. Thì mình ăn tiếp. Ta nói cái món cà ri tôm này ăn vừa cay vừa béo. Mà hình như ăn trong cái chén không có đã, ăn trong cái nồi vậy nó mới ngon. Mà tính ra ăn nãy giờ vẫn chưa có thấy no nê gì hết. Để đẩy nhẹ mấy cây xiên nướng với gói xôi này ăn vậy nó mới chắc bụng chứ. Mà không biết chắc bụng chưa chứ nhìn qua cái bàn kế bên thấy món này mới là đỉnh nè. Mới đầu kêu cái món này thấy cũng rén tiền lắm. Mà cái dòng mê hải sản, thấy cái món cua sốt ớt này thì làm sao mà kìm lòng nổi. Mà ngộ cái là sốt ớt vậy mà nó không cay nha. Cái vị ớt này nó ngọt ngọt đậm đà ăn cũng dính lắm mà. Nhất là lấy miếng sốt rưới lên cái mai này, lấy miếng gạch lên ăn nó béo đã ghê á. Mà ăn nãy giờ cảm giác cũng nguôi ngoai được trong lòng, nên đẩy nhẹ thêm dĩa xôi xoài ăn cho mát lòng mát dạ. Chứ thiệt ra là cũng hơi no no rồi, để ăn thêm cục xôi này cái đã. Vì chứ mấy cái món mà có nước cốt dừa này là nhất quyết không thể bỏ qua nha. Đường cái không gian chỗ này rộng rãi ấm cúng, ăn cảm giác ngon miệng hơn hẳn mà nó đông thiệt ha.